nhìn lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai cha con anh Lê Minh Quang trong ngôi nhà mới, đó chính là động lực to lớn cho hành trình trao trọn yêu thương của mái ấm Việt tiếp tục dựng bước. Mong rằng những ngày tháng tiếp theo của gia đình nhỏ này sẽ ngập tràn tiếng cười, không còn lo lắng chuyện gió lùa mưa tạt. Anh Quang sẽ cố gắng làm ăn để nuôi bé ấm Dương nên người. Tạm gác lại câu chuyện này, mái ấm Việt lại tiếp tục rong ruổi hành trình, viết tiếp những ước mơ còn dang dở chưa hiện thực của những mảnh đời còn khó khăn về điều kiện nhà ở. Khung cảnh nhộn nhịp đầy phấn khởi này chính là lễ bàn giao nhà mới cho nhân vật của chương trình Mái ấm Việt trong số phát sóng kỳ này. Đây là một trong những nhân vật có hoàn cảnh sống đặc biệt và câu chuyện ước mơ về một ngôi nhà che nắng, che mưa của nhân vật này cũng sẽ chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Minh Lâm kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Mái ấm Việt cho đài phát thanh truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng với tập đoàn Hùng Vi thực hiện. Quý vị thân mến, hiện tại thì chương trình đang có mặt tại ấp Gò Đá, xã Mô Công, huyện Tân Biên để đến thăm gia đình và hoàn cảnh của nhân vật Nguyễn Thị Cưỡng, sinh năm 1965. Và ngày hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình có anh Nhật, đại diện cho ban lãnh đạo của tập đoàn Hùng Vi sẽ đồng hành cùng với chương trình. Chào Minh Lâm, chào quý khán giả. Được biết là gia đình cô Nguyễn Thị Cưỡng là một trong những hộ khó khăn ở xã Mô Công, thì hôm nay đại diện tập đoàn Hùng Vi sẽ đến để tìm hiểu gia đình của cô. Dạ. Dạ. Vậy thì chắc là anh em mình cũng sẽ đi đến thăm gia đình cô để xem là hoàn cảnh của gia đình cô như thế nào, để chúng ta có những cái chia sẻ cũng như là có thể là gửi đến gia đình cô những cái món quà mà chương trình Mái ấm Việt luôn mang đến cho tất cả các nhân vật khó khăn của chương trình về một mái ấm khang trang và một mái ấm đủ đầy hơn. Dạ. Con đường dẫn vào nhà nhân vật Nguyễn Thị Cưỡng vô cùng khó khăn. Nằm sâu hun hút giữa bạt ngàn cao su, ngôi nhà lá siêu dẹo nằm lấp ló dưới rặng cao su này chính là nhà của nhân vật. Còn đây, người phụ nữ chân quê, tóc đã ngả hai màu này chính là nhân vật của chương trình, bà Nguyễn Thị Cưỡng. Bà Cưỡng năm nay cũng đã sắp bước sang tuổi 60, cái độ tuổi đáng ra phải được con cháu phụng dưỡng và đủ đầy như bao người phụ nữ khác. Nhưng số phận khốn khó đến độ tuổi này vẫn chưa buông bỏ bà. Cưỡng thì cô thì sống một mình, thuộc cái hộ khó khăn về nhà ở. Nhà thì ở tạm bợ rồi cũng nhiều năm rồi. Thì địa phương hỗ trợ phần nào cái cuộc sống khó khăn của cô. Trong ngôi nhà gió thổi cũng sởn da này, điện không có, nước sinh hoạt lại càng là điều xa xỉ. Ngôi nhà lá thấp bé, trống trước hụt sau, kèo cột cũng đã hiện rõ vẻ mục nát dưới sự ăn mòn của mối mọt và thời gian. Tài sản quý báu của bà Cưỡng chỉ có chiếc radio chập chờn lúc được lúc không. Trầm lặng đến lạ thường. Một cuộc họp không chính thức trước văn phòng Ủy ban nhân dân xã cùng cậu Tú, công chức tư pháp xã. Và hôm nay thì con với lại anh Nhật đại diện cho tập đoàn Hùng Vi đến đây để thăm gia đình của cô. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay thì cô cháu mình sẽ có một buổi trò chuyện thật là thú vị, cũng như là sẽ có những cái đại diện tập đoàn Hùng Vi sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình cô. Bây giờ là cô cháu mình sẽ đi hái điều hả cô? Đi hái điều. Ở mái còn một điều non nên phơi đây. Dạ. Để mỗi ngày thì công việc hái điều của cô thì nó diễn ra như thế nào? Cứ tối ngày cứ có chín là rung xuống hết rồi nhiều rồi mình lộm. Dạ. Mình lộm rồi có chừng thấy nhiều nhiều có chừng 5-7 kg cái mình đi bán. Như cô cám rồi về cho gà ăn vậy đó. Dạ.
ngày hôm nay thì con xin phép là cô Cưỡng sẽ hướng dẫn cho con sẽ hái điều cùng với cô Cưỡng nha. Rồi. Về công việc hàng ngày của cô Cưỡng. Thì hiện giờ rảnh điều tới mùa điều thì đi hái điều vậy á. Dạ. Hái điều rừng mới trái chính. Thu nhập chính của mình là hái điều hay sao cô? Hái điều rồi hả? Hết mùa điều thì cứ trồng bông cái này cái nọ chút chút thì đi bán vậy. Chứ đâu có đi bằng mướn nổi đâu. Mấy vậy nhà có mình nữa. Khoảng bao nhiêu tiền hả cô? Cái sao? Là tiền bán điều. Bán điều làm chắc 5 kg thì nó được trăm mấy vậy? Dạ. 26 ngàn ký, 5 ký. Còn hết mùa thì trồng bô chút đỉnh ấy mua cám cho gà nha. Nuôi được mấy mấy gà đó. Con thấy là điều kiện về hoàn cảnh gia đình cô thì cô ở sâu trong nội đồng. Rồi ở đây thì cũng biết là không có điện và điện nước cũng rất là khó khăn. Vậy thì lúc sinh hoạt gia đình thì cô sẽ xử lý như thế nào cô? Có cái giếng bơm nước xài. Còn điện thì có máy, có cái miếng năng lượng á. Rồi nhỏ cháu nó mua 300 mấy ngàn. Rồi cái điện nó gắn đó, chiều của nó sáng lên. Còn lúc thời gian trước mà năm rầu vậy thì đốt đằng trong. Trời cũng trong cũng tắt đuôi hết à. Rồi lúc này có điện nó đỡ cũng mừng, cũng sáng. Còn kia đèn trong trời cũng trong tới là kể tắt thuốc hùi. Dạ. Thấy là ở trong đây thì sinh hoạt rất là khó khăn. Rồi cơm nước chợ búa thì như thế nào cô? Thì cô đi chợ cái coi gì mua miếng đồ ăn ăn 5-7 bữa có mình mà kéo đầu hết có cái nước thì đi mua cám đồ chứ còn ngay gạo thóc thì mình mạnh thường quân cho đó, này lại điện kêu. Gạo ăn thì cũng vừa đủ mà có cái đồ ăn đồ uống với thuốc men uống á với cám đồ à, ăn thì phải đi làm là giặt bán mua. Dạ. Có lúc cũng không có rồi cũng ngặt nghèo lắm. Dạ. Tính vậy thôi giờ biết làm sao vậy. Dạ. Vậy thì công việc hai điều của cô thì nó cũng diễn ra theo mùa thôi. À, nó cũng không có thường trực hết tháng 2 này qua nữa tháng 3 là nó hết rồi. Dạ. Nó không còn nữa. Rồi cái cô trồng đào bông nó tắt trồng đào đó. Vậy khi có dừa khô vậy cái thọc bán nó nhẹ chứ không có đi mặn gì nữa. Dạ. Vậy thì công việc hái điều của cô thì cô sẽ làm như thế nào cô? Giờ thọc nó trước. Thọc nó bỏ láng đây bắt đầu cái xong cái bắt đầu mình mới gom đổ đóng đó. Đổ đóng nó chừng nào đi bán mới dặn chứ dặn trước rồi sợ nó khô. Nó lại đó nó mới nó đổ nó mới. Chắc là cô sẽ hướng dẫn cho con xem thử là vài cái thao tác mình hái điều như thế nào. Dạ. Đó khuôn mốc cô treo á, với đằng này có một cây khuôn mốc nhỏ máng đầy nữa là thọc mấy cái cây thấp thấp này. Dạ. Đó. Còn cái con đằng là mấy trái như vậy là hái được rồi hả cô? Ừ, nó chín á, nó chín nó đỏ vậy là hái được rồi nè. Dũng đã quen với cảnh thiếu trước hụt sau, phần cũng đã lớn tuổi, lại không rành chữ nghĩa, nên bà Cưỡng chỉ có thể quanh quẩn với mảnh vườn. Bà chia sẻ, nhờ cậy vào mấy cây điều mà cha mẹ để lại. Mùa điều có trái cứ đi nhặt hạt điều đem bán, kiếm cũng được vài chục ngàn, phòng khi ốm đau bệnh tật. Phần gạo, đường, nước mắm thì nhờ Mạnh Thường Quân gửi cho. Sống quen cảnh không đèn, không điện, nên bà cũng không chi sắm thứ gì. Lủi thủi như vậy mà qua ngày. Nãy giờ thì tụi con cũng đi cùng với cô để đi hái điều. Để xem là cảnh cô mưu sinh sẽ như thế nào. Rồi bây giờ hiện tại thì đang có mặt ở trong ngôi nhà của cô thì con cũng thấy là nhà của cô hiện tại thì đã trống trước hụt sau rồi. Dạ. Vậy thì những cái ngày mưa gió thì cô ở đây thì cô sẽ như thế nào cô? Trời mưa thì gió thì nó ngay ướt lá trong nhà ráo trơn à, chỉ nhờ mùa nắng thôi. Rồi cô đứng có nơi có chỗ mà cũng ướt nữa. Thì cô nói thôi kệ đứng qua cây mưa rồi mình sợ sập thôi chứ còn cái vụ ướt thì chút nữa cô không có sợ. Sợ sập nhà thôi. Còn bà ướt át ở đâu thì đem phơi đậy điểm lại chứ trời mưa nó ngay sáng mưa là cái nhà nó không có chỗ nào khô đó. Dạ. Yeah. Thành ra cũng phơi sao chuyện vậy giờ cũng biết làm sao giờ. Nhà mình ở bao nhiêu năm rồi cô? Nhà này chắc cũng không mấy năm rồi. Các cây cột lục không nè, mâu mà mối ăn trụi lũi rồi.
Dạ. Hiện tại là mình cũng chưa có điện vào luôn phải không? À, hiện tại điện ở trong đài điện không có điện. Dạ. Điện không chuyển vô tiền nhiều quá đâu có đủ để mà dây dở đâu. Rồi nhỏ cháu cho bóng đèn năng lượng này có 300 mấy nè. Đem gắn cho đó để không tới tháng mưa cái đốt đèn trong vậy đó. Ông dông qua cái số thùi đó nè, không có thấy đường. Rồi nó cho cái bóng đèn đó, tối thì có mưa gió cũng có tắt. Vậy đó, tới đâu hay tới đó, mà tới mùa mưa nó ngay, sợ lắm luôn. Tới tháng tư là bắt đầu sợ rồi đó. À, cô ở trong một cái hoàn cảnh như vậy là cũng suốt một thời gian dài rồi. Vậy thì có khi nào cô cảm thấy là cô tủi thân không? Khi mà nhà cửa hoàn cảnh của người ta đủ đầy, còn trong khi đó nhà mình thì trống trước hụt sau rồi lủi thủi có một mình. cũng buồn lắm chứ, mà đều buồn tại cái phần mình sao mình chịu vậy chứ mình có biết sao không giờ. Mình cũng buồn lắm mà đều cũng cố gắng mà làm không được, đi lớn tuổi không đi mặn được nữa. Cứ lục đục ở nhà không, nuôi gà đồ chút đỉnh trồng cây là khi thất bại á, mưa gió rồi gà rồi khi hao hụt đủ thứ. Rồi khi thu hoạch có tiền khi không có. Vậy nếu như mà có một cái điều ước thì cô sẽ ước gì cô? Cô ước dần á, nó ngay người á lớn tuổi sáu mấy tuổi chứ cũng khỏe lắm, không có gì hết. Nhưng mà có ước cái đường cái nhà tới tháng mưa mình được an tâm cái là không có lo sợ, không ước áp dột dạt thôi. Còn với cơ hở mình có tiền á, nó đất cát nó còn mặn được, đất cát nó canh tác trồng đều ra để tới mùa có thu hoạch và bán có tiền vậy thôi. Chứ giờ già là có ước cái gì được cái lộng bao la đâu. Với điều ước của cô ngày hôm nay, sau khi lắng nghe những chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình cô, thì ngày hôm nay anh Nhật đại diện cho tập đoàn Hùng Di sẽ có một món quà nho nhỏ gửi đến cô. Dạ. Ngày hôm nay đại diện tập đoàn Hùng Di cùng đồng hành với đài truyền hình Tây Ninh trong chương trình Mãi Ấm Việt sẽ mang đến cho cô một cái ngôi nhà mới khang trang hơn, để cho cuộc sống của cô sắp tới nó có được cái đầy đủ và trọn vẹn hơn. Nếu mà được vậy cô mừng dữ lắm luôn, mừng không biết làm sao mà để kỳ trễ luôn á, thiệt luôn á. Vậy là với sự đồng hành của chương trình Máy Ấm Việt, nhân vật Nguyễn Thị Cưỡng đã được hỗ trợ một ngôi nhà mới chắc chắn và vững chãi hơn. Những viên gạch mới đã được đắp xây, tạo dựng một hành trình mới cho chính bản thân nhân vật. Vui mừng hơn nữa khi sức lan tỏa của Máy Ấm Việt đã giúp nhân vật Nguyễn Thị Cưỡng có thêm sự giúp đỡ từ Mạnh Thường Quân. Cũng tham quan ủy ban với là Máy Ấm Việt rồi cô vô đây, và nhiều khi là cô thấy cái hoàn cảnh, nhiều khi cái gì mà cô hỗ trợ được thì cô cũng hỗ trợ phụ. Trở lại với không khí bàn giao nhà mới, ai nấy đều hân hoan trước diện mạo ngôi nhà mới của bà Cưỡng. Đó không chỉ là động lực cho bà Cưỡng cho những ngày sắp tới, mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng trước sứ mệnh trao trọn yêu thương của Máy Ấm Việt. Nói về sự đóng góp của chương trình với địa phương xã Mỏ Công nói chung và nhân vật Nguyễn Thị Cưỡng nói riêng, đại diện chính quyền địa phương đã vô cùng phấn khởi. Thì qua cái chương trình Máy Ấm Việt hôm nay thì tiếp tục đồng hành cùng với địa phương chăm lo cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhiều hơn nữa, để giúp cho địa phương ổn định cái kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn xã và địa phương ngày càng phát triển. Và quý công ty chúng ta sẽ ngoài cái xã Mỏ Công thì cũng sẽ chăm lo cho những cái hộ nghèo khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nói chung và cả nước nói riêng. Thông qua chương trình Máy Ấm Việt, cảm động trước cái hoàn cảnh khó khăn neo đơn của cô Nguyễn Thị Cưỡng, tập đoàn Hùng Di hân hạnh được tài trợ xây dựng một cái ngôi nhà mới, và trong lễ bàn giao hôm nay rất vui mừng được trao tặng cho cô Cưỡng một ngôi nhà mới hoàn thiện và khang trang. Với những cái tình nghĩa của Máy Ấm Việt, xin chúc cô có nhiều sức khỏe để ăn vui ăn hưởng tuổi già. Yeah. Tôi cũng cảm ơn các ngành ủy ban xã Mỏ Công, thì với sau nữa công ty Hùng Di
tài trợ cũng giúp đỡ cho tôi được căn nhà máy ấm này, tôi cũng rất là cảm ơn rất nhiều. Vậy là một ngôi nhà mới nữa lại được hoàn thành, và hành trình của máy ấm Việt lại càng vươn xa và lan tỏa nhiều hơn đến tất cả những gia đình, những hộ có hoàn cảnh khó khăn về điều kiện nhà ở trên địa bàn tỉnh, lại được tiếp thêm một động lực mới. Và hy vọng rằng với máy ấm này thì cô Cưỡng sẽ tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Máy ấm Việt cũng đã hết. Mình Lam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.